Đây là hai con gà tre Tân Châu đây các bạn. Đây là hai con gà tre cũng con lớn, con màu, hai con, một con màu chuối khét. Này, màu này là màu chuối khét, là con này. Đây là mọc chích, có râu, chân vàng này. Con này dáng cũng khá đẹp luôn, màu cũng tương đối mướt mượt luôn ha. Đây là hai con này, bây giờ mình quay để cho các bạn đánh giá xem trong hai con này con nào có tiêu chí, những cái tiêu chí đẹp hơn ha. Bên này là màu bên này là màu khét vàng. Đây là nhỏ tháng hơn. Con này là gà, con gà này khoảng 3 tháng rưỡi 4 tháng rồi. Con này là hơn 4 tháng, 4 tháng giữ rồi. Con lớn, con lớn tuổi hơn. Con này cũng nhỏ tuổi hơn. Dáng con gà các dạng này cũng đẹp lắm. Cũng một chích, có râu nữa, chân vàng, lông đuôi cũng ra tương đối khá rồi. Này còn ra nữa, khoảng 6-7 tháng là ra lông mã nó dài lắm. Con này cũng vậy nữa nè. Hai con này con là các bạn xem coi, hai con này con nào mấy cái tiêu chí đó, con nào đẹp hơn nhé. Cái màu thì về cái màu thì cũng nhiều người cũng thích cái màu này, màu chuối, chuối khét mà nó không chuối, màu trắng nhiều hơn đó. Còn này màu khét, khét vàng. Để quay hai con cho các bạn so sánh thử coi, theo như các bạn là các bạn lựa con nào. Đây là dòng gà tre Tân Châu, chỗ này là trại gà của anh Hương ở Tân Châu, An Giang này các bạn. Cảnh con khét vàng này luôn nè. Lông mã, lông cổ, lông đuôi đồ dài, tướng đẹp. Các bạn, anh em nào muốn liên hệ để tìm hiểu về gà thì có thể liên hệ Zalo của anh Hương 0975044757. Số Zalo của anh Hương đó các bạn có thể liên hệ nhé. Chứng nghiêm nè, khét vàng này luôn luôn.
Đây là dòng gà kiển, gà cảnh đó, gà tre Tân Châu nổi tiếng đó. Có mẫu mã đẹp, thân hình nhỏ gọn. Thường thì gà đúng chuẩn khoảng để mà đáp ứng các tiêu chí này kia nọ, thì trong đó là về cân nặng thì có thể nói là gà đạt 1,1 kg, 1,2 kg thì nhỏ gọn đẹp nhất. Cũng có con lớn nhưng mà con lớn thì không mấy, người ta không mấy chuộng. Lớn nhất là nó khoảng chừng 1,5 kg chứ, nhỏ nhất là 800-900 gram. Con chuẩn nhất là khoảng 1,1 kg, 1,2 kg. Những người thích nuôi gà cảnh thì nói tới gà tre Tân Châu thì anh em nào cũng biết được là nó có những cái màu sắc này kia nó rực rỡ, dáng dấp nhỏ gọn, lông mã rồi nhìn ra con gà nó đầy đầy đủ hết trơn, là đẹp dữ lắm. Hai con đỏ dáng nhau nè, xem con nào đẹp hơn nha. Video đến đây kết thúc để cho anh em cùng xem cho vui nhé. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé.